Các bạn ở đây có cảnh đẹp, giờ mình đi qua đây mình quay nha. Mình thử quay phim 4K ra sao, tại vì bữa nay 2020 phim nào cũng 4K đó. 4K phim là phim hình bự, hoặc hình bự. Alright, my record this in 4K. Okay, this is the pond. I'm testing out my 4K camera on the Xiaomi Redmi Pro 8. And I'm gonna see how it works. Okay, look at that. That's pretty okay. One, two. This is 4K at 30 frames per second on the Yi camera and the Xiaomi phone. Please stay out of water. Thank you. Please stay out of water. Thank you. Cái nghĩa là xin đừng có vô nữa. Cảm ơn. Ok. That's all. Nếu như các bạn thích phim này nhớ chia sẻ nha. Make sure you share this video. Thanks. I am now recording at 2.5K at 50 frames per second on the Yi camera. Oh, she's already here. She's fast. Just gonna walk around here for a little bit. This looks pretty cool. Ok, mình sẽ quay cảnh cho các người coi. Mình sẽ quay cảnh cho các người coi. Nước này có nhiều muỗi lắm. There's a lot of mosquitoes around here, so be careful. Okay, that's it. I'm finished walking. There's a bunch of ducks over there. I'm gonna go over there. I'm gonna go over there and look at the ducks. Let me walk over there. Let me walk over there and look at the ducks. Should have gotten a gimbal.
All right, we're at the ducks. See all these ducks? We're gonna get some duck action today. And here we have one male duck and two, one, two, three, four, five, six, seven, seven ducks, two adult ducks and six ducklings. Actually, five ducklings and two adult ducks. They just saw me and they ran away. Rồi các bạn thấy mấy con vịt nó đi mất không? Nó thấy tôi đi bộ tới đây rồi nó đi mất rồi. Mấy con vịt nó thấy tôi đi bộ nó đi mất hết rồi. Giờ mình sẽ đi qua đây mình quay phim tiếp. Mình sẽ đi qua đây mình quay phim tiếp. Rồi nó thấy tôi nó đi luôn rồi. Rồi đi flew away, ok. Con vịt này nó thấy tôi nó sợ hết rồi, nó dọ hết rồi. Con có nó bay hay không? Ok, cảm ơn các bạn coi phim này. Giờ mình sẽ đi chạy bộ á. Giờ mình đã đi thể thao xong rồi mình đi chợ mình chạy bộ trong nhiều lần. Chóng mặt không các bạn? Are you dizzy? Alright, thanks for watching. Make sure you share this video and like it. Good boy. Huh.